Được chưa? Rồi, ok. Đấy, rồi. Đầu tiên là chị nghĩ sao về đội chơi của mình, gồm 3 thành viên? Đây là sự kết hợp rất là ngẫu nhiên. Thật ra là anh em đã chơi với nhau rất nhiều năm và đã từng có thời gian làm việc với nhau rất là nhiều rồi. Cho nên là thực ra là cũng rất là hiểu nhau. Nhưng mà lần này là cùng một team để thành một đội chơi, đây là lần đầu tiên, rất là ngẫu nhiên. Chị nghĩ sao khi mình là thành viên duy nhất của nữ của đội? Xưa nay là mình trong công việc thì mình cũng ít khi nghĩ là mình là nữ hay là nam. Nên là khi mà mình thấy một cái đề bài rất là hay thì mình lập tức nhận lời ngay á. Cũng không hiểu sao mình lại là nữ duy nhất. Cái này cũng có lẽ là vô tình thôi. Nghĩ sao về người anh kính của mình một vai? Xưa nay thì thường trong các cái buổi ví dụ như là sum up này, hoặc là debate, hoặc là tổng kết, là bao giờ mình và anh Kính cũng luôn là cùng một phe, ý kiến lúc nào cũng khá là giống nhau. Thế nhưng mà lần này là lần đầu tiên mà hai anh em đứng ở hai cái khía cạnh, hai cái team khác hẳn nhau để xem là view từ xưa nay hai anh em vẫn view giống nhau, nhưng lần này là hoàn toàn khác nhau để xem là có ra được cái gì mới không. Thì mình thấy cái này cũng rất là thú vị. Còn anh Kính thì luôn là đưa ra những ý tưởng rất là mới, dám làm. Thì hy vọng lần này cũng anh Kính cũng sẽ đưa ra những cái lập luận thật là sắc bén để cho bọn đàn em như bọn chị rất là khâm phục, tâm phục khẩu phục. Chị là đội không ăn đi và anh Kính là có ăn đi. Thì nếu được lựa chọn, ủng hộ đội nào thì tất nhiên ủng hộ đội mình hay là ủng hộ đội anh Kính? Thực ra là cái team không hungry thì mình là bản chất là một người khá là hungry trong mọi việc và khá là tức là đã nói là sẽ làm. Thế nhưng mà lần này thì mình nghĩ là mình cũng phải nên view ở một cái view khác, để view của rất là nhiều anh em, chứ không phải là view của cá nhân bản thân mình nữa. Không phải là mình hungry hay không hungry, mà là view trên một tập thể. Liệu tập thể đó có hungry hay là hết hungry rồi. Thì nếu được chọn lại thì mình vẫn chọn là đứng với team là hết, không còn đủ hungry nữa, để mình thử xem là mình có thể tìm ra được một cái solution mới hoặc một cái hướng đi mới gì không cho FPT Japan. Thì mình nghĩ là anh em mình còn rất là trẻ, rồi chắc là chỉ thiếu một cái cú hích gì đó thôi, chứ còn có cú hích rồi thì tuổi trẻ chắc là sẽ làm nhiều điều thú vị hơn. À, nhiều điều gọi là mạnh mẽ hơn những cái gì mà mình đang thấy ở FPT Japan bây giờ. Chị dự đoán như nào về sự ủng hộ hai đội chơi dành cho đội chị và đội anh Tính, đội nào cũng nhiều hơn? Thực ra nếu mà ở vị trí là nhận xét tốt về mình, ví dụ tôi vẫn còn rất hungry, chẳng qua là tôi không may mắn hoặc là có do là nguyên tố bên ngoài thôi ấy, thì sẽ rất là được lòng mọi người, tại vì mình nói là mình đang rất hungry, mình rất tốt mà. Nhưng mà đứng ở tư thế là mình nhận là mình không còn hungry nữa, mình nhận là mình chưa đủ motivate, thì đấy sẽ là một cái khía cạnh đối lập với cái khía cạnh kia. Thì nói thật thì có thể là sẽ mất lòng, nhưng mà kiểu gì thì vẫn phải nói. Thì hai bên cùng tìm ra solution với nhau thôi, chứ còn không quan trọng là thắng hay thua. Thì bên đội hungry sẽ có những lập luận là tôi vẫn đang rất hungry, vẫn có những cái tầng lớp anh em rất là máu chiến. Còn bên không hungry nữa thì cũng có những lập luận là đã có một tầng lớp không còn nhiệt huyết được như xưa. Thì hai bên cùng nhau tìm ra được một cái hướng đi hoặc là một cái giải pháp nào đó cho FPT Japan thì đều happy cả. Còn cá nhân thì tớ nghĩ là nếu mà nhìn mình nói sự thật mất lòng thì có thể là dễ sẽ ít được ủng hộ hơn, nhưng mà thôi không sao. Chị là một người phụ nữ thì có lời nào gửi gắm đến tất cả khán giả? Vừa nãy mình nói là trong lúc khi mà làm business thì mình cũng không quan trọng mình là nữ hay là con trai hay con gái lắm. Thế nhưng mà phụ nữ thì người ta hay nói lãnh đạo bằng yêu thương, đúng không, bằng nhẹ nhàng dịu dàng. Nước thì có vẻ trông có vẻ là hiền, nhưng mà có thể nhiều khi là nước có sức mạnh rất là lớn. Thì mình thì chỉ mong là anh em FPT Japan sức khỏe này, đoàn kết, yêu thương, cùng nhau đoàn kết để tạo ra một cái new FPT Japan với lại cái sức trẻ, sức khỏe, sức trẻ và mạnh mẽ hơn.
Thì qua lượt này thì chỉ mong là mọi người là nhìn nhận vấn đề nó khách quan thôi, chứ không phải là mình có chủ định là vạch áo cho người xem lưng hay là làm cái gì cả, mà là chỉ là mong muốn là mọi người qua đợt này mọi người sẽ có thêm tinh thần để đưa ra được nhiều ý kiến, và chúc mọi người sức khỏe và enjoy cái buổi đi bếp, chứ không phải là nhìn với ánh mắt phê phán hay là nhìn với ánh mắt hay là gì cả. Ok.